Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 10 giờ 10 phút ngày 13 tháng 8, xe khách Ngân Hà do lái xe H, sinh năm 1982, trú tại phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu điều khiển, chạy hướng tỉnh Lai Châu đi Sa Pa, Lào Cai. Khi đến đoạn ngã ba đường tránh quốc lộ 4D với thị xã Sa Pa thuộc tổ 1, phường Ô Quý Hồ, xe khách Ngân Hà va chạm với ô tô 16 chỗ. Do lái xe Dê sinh năm 1988, trú tại tổ 19, phường Him Lam, thành phố Điện Biên điều khiển, chạy hướng ngược lại. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách Ngân Hà có 14 người, xe 16 chỗ có 13 người, gồm cả lái xe. Vụ tai nạn khiến toàn bộ hành khách trên xe 16 chỗ đều bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng, 2 xe hư hỏng nặng. Lãnh đạo thị xã Sa Pa đã tới Bệnh viện Đa khoa Sa Pa để chỉ đạo công tác cứu chữa, cũng như thăm hỏi động viên các nạn nhân.